Wow, chúng ta sẽ thử nghe từng âm một của cây đàn này. Thì các bạn thấy là tiếng nó có vẻ là theo kiểu ấm ấm hơn cái đàn U1 hát trước. Thì đấy là mỗi một người có một cái sở thích. Có người thì thích màu sắc giọng hát ấm chẳng hạn, có người thích giọng hát cao trong, có người thích giọng hát bay bay. Rất nhiều ca sĩ hát kiểu giọng giả thanh. Thì có người, mỗi người thích một kiểu. Tiếp theo là tremolo. Đúng màu sắc nó rất là ấm đúng không ạ? Và với cái màu sắc này Hiếu sẽ chơi một bài để chúng ta cùng nghe. Xin các bạn một like, xin các bạn một like cho sự thể hiện vừa rồi bài Hạ Trắng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn của Hiếu. Tất nhiên là Hiếu trên đàn thì chưa được hay lắm, nhưng mà thôi mình cũng dũng cảm và có thể nói rằng là thế hệ của Hiếu, những ai mà chọn âm nhạc làm nghề nghiệp thì thực sự là một sự dũng cảm. Và bọn mình cứ tập lên từ những cây đàn của Pháp cũ để lại, từ những cây đàn của Nga, cây đàn của Đức, của Tiệp đã là quý lắm rồi. Thế và mãi mãi sau này thì mới được dùng đến cái đàn của Nhật. Đấy, và Hiếu muốn nói rằng là thế thôi, nhưng mà thế hệ của Hiếu, những bạn nào đã chọn nghề âm nhạc thì hầu hết là bởi một cái sự đam mê, và rất là nhiều bạn chơi đàn, thậm chí là còn được giải ABC gì đó nữa thì rất là đáng ghi nhận. Còn Hiếu thì học bình thường thôi, nhưng mà Hiếu muốn rằng là các bạn cảm nhận thế đấy. Đấy là một cây đàn U1H như thế này đã vang lên rất là tuyệt vời, rất tuyệt vời. Và các bạn hãy lưu ý để chúng ta nếu thích cái màu sắc ấm ấm, thích cái màu sắc gì đó nó mềm mại thì các bạn hãy lựa chọn cây U1H này. CD của nó cũng gần 2,8 triệu. Và bây giờ chúng ta cùng xem lại cái mặt trước cây đàn cũng như là xem cái phần bên dưới cây đàn. Chúng ta cùng xem. Bên Hiếu là
ngay các bạn thấy để ý cái bê đan này, đấy được bảo dưỡng rất là sáng sạch đều như thế này. Cây đàn nào cũng rất là sáng sạch đẹp như thế. Đó. Wow, bên trong chúng ta xem cái ngựa này, đấy, các cái đầu dây này. Đó. Wow. Rất tuyệt vời đúng không các bạn? Đấy. Riêng về phần vệ sinh thì Hiếu rất tự tin về phần bảo dưỡng, rất tự tin với các kỹ thuật viên của bên mình. Thì anh em đều làm nghề rất là lâu rồi và đều có thể nói rằng là hết sức là tâm huyết với nghề. Đấy. Theo đuổi với các cái nghề về kỹ thuật piano này cũng là một sự đam mê. Đấy, các bạn nhìn, đấy, đầu hồi cây đàn rất đẹp và trên nắp các bạn thấy cũng rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, những cái bản lề này được bảo dưỡng rất là đẹp như thế này. Đấy, đầu hồi lại thế. Đấy, các bạn thấy là U1 thì người ta không làm những cái phào chỉ ở đây nữa, người ta co gọn lại. Nhìn nó cũng thanh và đơn giản, và nó cũng nhỏ nhắn hơn. Đó. Vâng, đằng sau là bốn cái cột trống với các cái sao bót sạch như thế này. Đấy, các bạn thấy này, đó, rất sạch đẹp như thế này. Wow. Và vừa xong các bạn nghe âm thanh như vậy thì các bạn thấy là cái sao bót của nó cũng hết sức đạt yêu cầu. Đấy, thì mới có thể cho ra được cái màu sắc âm thanh tốt như vậy. Wow. Thì các bạn cùng nhìn lại cái series này, số series gần 2.770.827, số series này rất cao. Đấy. Nhưng Hiếu vẫn nói vui. Và trong chương trình ngày hôm nay, nếu các bạn đồng ý mua ngay cây đàn này, Hiếu vẫn để cho các bạn 33.800.000. Nhưng phải trong chương trình này nhé. Nếu những bạn nào mà đến hỏi sau là giá sẽ cao mất khoảng 2-3 triệu nữa. Vì là cái series cao này thì Hiếu nhập cũng cao lên đến $200. Ví dụ thế thì các bạn tưởng tượng rằng là nó cũng sẽ lên một cái khoản tiền. Đấy, nên là các bạn sẽ phải thông cảm nếu cái giá nó cao hơn. Đây các bạn nhìn thấy này, các cái chốt pin như thế này. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Đó, rất đều, rất đẹp. Chúng ta xem. À, các cái đầu bố rất là chắc các bạn nhé. Đấy các bạn thì mua các bạn cứ úp cái móng tay xuống này, chúng ta vuốt này để thấy nó chặt và thấy cái chiều búa này nó lao đúng thẳng vào đầu dây đúng không ạ? Xem cái dây được bảo dưỡng lại như thế này. Đây, đấy, các bạn thấy cái đầu dây làm anh em bảo dưỡng lại rất là cẩn thận như thế này. Đấy, búa của Yamaha, đây cũng là NN. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó. Đây, cái đầu búa rất là dày như thế này. Đó. Đây các bạn xem này. Da dạ lò xo dây co này, đấy. Cái này cũng toát lên là cũng còn rất là khá mới. Rất khá mới như thế này. Đó. Wow. Tuyệt vời đó các bạn. Đó. Vâng. Cái đàn này. Wow. Cái đàn này được đánh giá cao hơn và đúng rõ ràng là cơ bản nó đắt hơn. Nhưng mà nếu các bạn mua ngay thì vẫn được giá hết sức đặc biệt. Vâng. Yamaha U1H sản xuất năm 1978. Vâng. Cao 1m21. 3 vê đan được sản xuất tại Nhật. Sau quá trình sử dụng được đánh giá là body B, key A, pin A, action B cộng và support A. Vâng, body B, key A, pin A, action B cộng và support A. Vâng, một cái đánh giá hết sức là có thể nói rằng là rất là yên tâm. Vâng, rất yên tâm. Các bạn hãy lưu ý nếu và yêu cái màu sắc ấm, yêu cái tính có thể nói cảm xúc của cây đàn này.